Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau tin đồn ngoại tình, Biren có hành động ngoan ngoãn với bà xã hơn tuổi khiến cộng đồng mạng thích thú. Biren và Kim Tae-hee mới đây xuất hiện trong một chương trình đã gây chú ý về hành động ngọt ngào này. Biren và Kim Tae-hee được xem là cặp đôi quyền lực của làng giải trí, nhưng cuối năm vừa qua, xứ Hàn có tin đồn Biren ngoại tình gây xôn xao. Mặc dù phía Biren đã lên tiếng phủ nhận, nhưng sau khi có tin đồn, người hâm mộ để ý thấy hai vợ chồng hiếm tương tác trên mạng xã hội. Nam diễn viên cũng không bão thả tim vào các bài đăng của bà xã như trước đây. Do đó khán giả cho rằng hôn nhân của họ thực sự có sóng gió. Cho tới gần đây, một thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe do Kim Tae-hee và Biren làm đại diện đã tung đoạn video hậu trường quay quảng cáo gần đây nhất của cặp vợ chồng đình đám này. Người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc hài hước, đáng yêu và cũng rất ngọt ngào khi Biren có hành động cúi người trước vợ. Cụ thể, Kim Tae-hee bước vào trong studio trước, sau đó Biren cũng đi theo sau vợ. Lúc nhìn thấy vợ, ông Hoàng K-pop lập tức cúi người 90 độ, chào hỏi lễ phép như thái độ giữa hậu bối và tiền bối. Kim Tae-hee vốn dĩ lớn hơn Biren 2 tuổi nên hành động này càng gây chú ý. Và đó cũng không phải lần đầu anh hành động như vậy. Trong lần quay quảng cáo trước đó, Biren còn gọi vợ một tiếng chị, khiến cả studio không nhịn được cười. Còn ở lần này, nam diễn viên không gọi vợ là chị mà gọi hai tiếng vợ yêu, khiến mỹ nhân chuyện tình Harvard cười không ngớt. Nam tài tử cũng làm những hành động hài hước tạo tiếng cười cho vợ trong quá trình quay quảng cáo. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi khiến fan hâm mộ yên tâm, hôn nhân của họ vẫn tốt đẹp. Kim Tae-hee và Biren bắt đầu hẹn hò từ năm 2013, cặp đôi kết hôn năm 2017 và hiện đã có hai cô con gái. Họ tiến hành đám cưới bình thường chứ không xa hoa như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác. Cuộc sống của Biren và Kim Tae-hee được cho là hạnh phúc và mộng mực. Sóng gió duy nhất là Biren vướng tin đồn ngoại tình tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên sau đó đại diện hai vợ chồng Kim Tae-hee, Biren đều đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Tới nay cả hai vẫn được công nhận là một trong những cặp đôi vợ chồng bền vững, hạnh phúc nhất nhì showbiz xứ Hàn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.